Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại kênh Lab Rock và kênh Sân Ma TV cả nhà. Cả nhà ơi, hai cậu cháu hiện tại thì cũng đã lội lên chỗ cái nhà gì? Cái nhà trọ đi, chắc nhà trọ chứ nhà gì chứ? Nhà trọ. Cả nhà hai cậu cháu hôm trước đến thì cả nhà nói chung là cái đoạn sau cả nhà con chắc là sẽ không có coi được cái đoạn đó. Bị mất rồi. Mất cái đoạn mà lúc bị Tú bị cái bà lôi bà lâu trọng luôn. Lôi vô chổng luôn á, mà lúc mà lôi vô chổng luôn mà về mất tiêu đó là lúc là trên cái đầu quả thòng xuống, cái đầu quả thòng xuống mới tính gặm cậu, gặm tổ Tú rồi. Nhưng mà giống như là mình nhờ là anh đi hai người mà cái bà này á, bà hồi mới xuất hiện là gương mặt cũng trung niên, bà hồi xuất hiện tôi thấy như cô gái trẻ vậy. Lúc thì bà xuất hiện cả nhà thì con thấy cái gương mặt đó khoảng chừng, nói chung mình tại không cũng không có khó đoán được biết sao, tại cái mặt cũng bị trẻ, cái miệng bà trẻ ra cả nhà, trẻ ra tới ngoài này nè. Tới bàn tay trẻ tới qua này, còn con mắt thì nói chung là hồi gọi là giống như cũng bị xẻ sao đâu, nhìn nó kinh dị lắm kìa. Ai đốt gì đây, chắc mấy ông trước đây đến đốt không giống đốt. Như lá bùa mẫu đốt gì bọc gì á, bọc mà giống giống như lá bùa ở trong đó. Thấy còn dấu không hàng vàng. Thì hai cậu cháu khi mà thì cả nhà theo mà hai cậu cháu tìm hiểu thì có thể nơi đây là trước đây là một cái nhà trọ, nhưng mà con nghĩ là nhà trọ này nó rộng lắm, nó nhiều phòng lắm. Okay, dưới đó rồi bên đây cũng có đó, nhưng một cái là nó cây có một âm tùm vô hoang tàn đó mấy nhà ơi, vô đi xuống không được luôn tại phức cái chân cây có mọc đầy giống như cái tịch chứ mà nguyên nhân cái người phụ nữ bỏ hoang này thì không biết là từ đâu, từ lúc nào cũng như từ cái vấn đề gì ra nè. Mà người phụ nữ đó, mà người phụ nữ này thì được bà ta nói là bà này bị cái bà giữ đó trong miếu quá. Nhưng mà cái bà trong miếu này sao bà là ở trong miếu ta? Bà không ra ngoài. Ừ. Đúng như là trong ra ngoài không thấy. Ừ, bà giữ cái miếu nữa gì sao mày ơi? Mà không lấy nó xây trọ mà nó thờ kìa vậy? Không phải thờ vậy, nhưng mà vậy bỏ quan lâu quá. Ừ. Bỏ quan lâu quá thành ra nghĩa là cả nhà biết rồi, phong linh thì họ gặp những già quan miếu mà không ai thắp hương, không ai gọi là cúng kiến thì họ đến họ ngự thôi, họ ở thôi. Cả nhà biết rồi, giống như người vô gia cư thì nó tượng như người vô gia cư gặp nhà nào mà không ai ở. Tắp mà vỡ liền. Mở cửa được thì ngu dại giống vô cả nhà. Vô thì ở thôi, khi nào ai đuổi thì đi. Đó. Đuổi không đi nữa. Nhưng khi đuổi không đi nó đúng, có trường hợp rồi đuổi không đi luôn. Ở quen rồi giờ không đi nữa. Thì đó, thì vong linh họ cũng vậy, bởi vì mình cũng không biết như thế nào. Thì hôm nay mục đích của con trở lại là cái bà ở ngoài. Thì thấy bà này cũng nói chung bà cũng hiền, nhưng con cái bà bị chắc lẽ bị cái bà bên trong miếu xúi dục hay hoặc là sai khiến điều gì đó mà khiến bà này phải đôi khi bà làm những cái hành động như là muốn đuổi mình đi. Nhưng thật sự mình thấy là cái hành động của bà nó mình thấy không phải là bà muốn đâu. Đúng. Đôi khi thì mình thấy bà bị ràng buộc. Thì hôm nay con cháu trở lại thì hy vọng sẽ giúp được cho cái bà ngoài này trước. Còn bà trong miếu thật sự thì tùy thôi. Tùy gì? Tùy có bà hiền thì mình giúp được, còn bà không hiền bà không. Nào bà cho gặp mặt mà cả nhà mà thấy mặt mình giúp bà đi, thôi bà ở trong luôn đi. Chứ tại vì nếu mà bà đã cho là bà ra ngoài bà mới cho được, mà ra ngoài mới giúp được chứ bà gì, bà dạng bà ở trong đó dạng cả nhà biết rồi. Họ chỉ muốn là gọi là núp đén để làm những điều xấu thôi. Không có phải là những con linh người ta khi mà người ta muốn giúp á, hoặc là người ta có cái tâm là gọi là phát nguyện người ta muốn đi hay gì đó thì người ta sẽ giống như sẽ ra gặp mình. Đúng rồi, nếu như họ muốn nhờ mình thì họ mới gặp mình mới nhờ được. Còn lần này họ cứ thụt lo đó mà họ không cho mình thấy được rõ ràng chân tướng như thế nào. Họ chỉ muốn giống như là được lựa thời cơ làm hại mình không à. Thì thành ra hai cậu cháu cũng có cố gắng mà giúp cũng như không à, khó lắm. Gì đâu mà cái chỗ này nó mũi gì đâu mà kinh luôn hiếm ta. Thôi bây giờ cả nhà cùng con cái Tú trở lại để xem coi cái hai cậu cháu hôm nay có thể nào mà giúp được cái vong cái người phụ nữ này không. Mong rằng là sẽ nó có cái duyên. Thì mình cứ khuyên, ê, mình hôm nay mình thử mình vô trọng mình nói về mấy vị thầy mấy người chăn tu đồ, như những con linh họ nghe họ có chịu ấy không? Kể là những cái mình nói cho mình thiết cho nghe thử cái. Thế mình nói là những mặt chân tu của tôi có đạo hạnh với lại tu thạc đạt kết quả đúng đó. Rồi, người ta khổ hạnh vậy mà. Đánh vào cái lòng từ bi của họ, nói chung á là
trên đời này ai cũng có chứ, nhưng mà có một cái là từ từ khi cuộc sống chúng ta nó trải qua rồi, bắt đầu cái gặp tâm rồi từ, họ mới cái tâm từ bi nó biến mất đi. Đúng chứ rồi. Thật sự từ tâm sâu của từ bé luôn nên là ai cũng có tâm từ bi chứ. Nói chung con người chúng ta khi đã sinh ra nó có hai cái giống như hai tâm thiện tâm ác đó. Tâm thiện tâm ác lúc nào cũng có, nhưng mà đa phần cuộc sống nó hướng chúng ta về điều ác hơn nhiều hơn điều thiện. Tại vì cái gọi là tham sân si đó. Ừ. Nói chung là ba cái đó con người mình không buông thì nó làm cho con người mình càng ngày càng rồi đi cái dài đi không như tính sao đi thế này. Thì bây giờ hai con chó cũng đi từ cái đường này thôi. Này bên đây có cái nhà nữa nè, bên đây cũng có một cái vách nhà không nhà cái đó. Nhưng mà nó cũng dài hơn cái kia rồi nhiều nữa. Ừ, nhưng mà nó bích chịch ra. Ừ, đi giống ghê quá, xuống được hả? Xuống được đâu giờ anh xem chi vậy? Không, tại hồi trước có lẽ là người ta dọn cái đường xuống, nhưng mà sau giờ nó cây có một quang lên á. Ừ, nó phức hết trơn rồi, cái nhà một dọc dài luôn á. Ở đây nhìn thấy nè, đây quay vừa thấy á, nguyên một cái dọc nó dài dữ luôn. Con nghĩ là chắc là dễ trọ, dễ trọ luôn á. Đây làm đẹp quá mà sao mà bỏ giết bỏ hai, tại phong thủy là không hợp lý. Bên đây là nhìn thẳng vô thấy miếu luôn thấy không? Ừ, đây nhìn qua thấy miếu nữa cả nhà. Nhưng mà có cái nhìn rất thú vị. Ừ, không thấy bên trong có gì. Con thấy bắt nhang đây cũng có, đây lâu cũng biết thờ ai đây thôi, cấm bắt bán hương. Đốt bán hương cấm đây coi thôi. Ôi, mũi. Đốt hương đi. Mà không. Cái bát hương hầu như chưa có ai cấm luôn. Giống như mới để luôn rồi thôi vậy. Mà ai để bát hương chi vậy gì? Vậy đúng không? Mà hay là ai đã nhổ hết những cái chân hương? Mà nếu người nhổ ai rảnh thì nhổ tào lao chi. Nước không? Nam mô Phật. Con cầu ở đây dạch thổ thần để đây. Những ngày cây bỏng đất này và những nơi ở đây, thì hôm nay tụi con đến ngôi nhà hoang này. Gì? Thấy gì đâu? Cái đó kìa. Đâu rồi đó. À thấy này. Thì tụi con có một cái nguyện vọng là đến đây để giúp đỡ cho các nơi đây. Thì cũng nhân cũng mong bề trên gia hộ độ tụi con có cái cơ duyên để giúp đỡ cho người phụ nữ nó này. Nam mô A Di Đà Phật. Cục đá của ai đánh dấu gì ta? Có dấu ít nè, mình không biết đánh dấu để làm gì. Phá bỏ gì? Ê, vô đây thử đi, vô đây nè. Bên đây có một cái phòng, một cái nhà bếp gì đây nè. Mà thấy nó kiến trúc kẹt sao sao đâu. Ui. Hôi quá. Ê, có mặt kiến hình... Bác quái à? Bác quái. Nhưng mà có nữa, có một góc thôi. Thì thấy không? Có một góc cạnh màu à. Nhưng mà nó hai mặt thành bác quái. Đâu, nghe thấy tôi lo đắng thử kia. Ở nhà có nghĩa là hình bác quái thì nó có hòa trộn giữa âm và dương, đen và trắng á. Trên dưới đó. Ờ, dòng sấy hay dòng sấy đó. Nhưng mà dòng sấy nó cái này nó cũng đúng bác quái. Tại nếu mà bác quái nó phải tròn. Đúng không? Ừ. Cái này là nó ra là cái hình giống như xài á. Đúng không nè? Không phải tròn. Sao mà ai làm cái gương kiểu này làm gì? Ờ, mấy gương này cái nhà thấy giống cái ớt quá. Mà tại sao nó nằm đây? Mà quay mặt cái hình mặt đen đó nha. Quay mặt cái lợi á. Là mặt lưng nè, quay người lưng nè. Cái gì? Ông già. Ông già hả? Ừ. Ở đâu? Ở trong đây nè. Nhìn thấy à? Nhìn thấy. Tôi quay kiến qua thấy. Nhìn trong gương thấy. Mà ngoài đâu có. Nhưng mà không bể luôn kìa. Mày á. Nè mà sao mày nhìn nè. Ê, rồi nha. Quay vô đây nha. Không sôi đi. Thấy tôi giống mình đó. Khoan, tôi xây vô đây nè. Chưa thôi. Thấy không? Không. Phước rồi. Ngồi cho thấy đi. Ê, bây giờ mày trong mày quay ra. Tôi đứng ở trong quay ra, ông ngoài ông dạy vô. Phải không?
hay là cái gương này có thể thấy ma ta. Mà ông nghĩ thì cái gương này mà ai làm điều này làm gì? Nó thấy rồi. Ừ. Mà ai làm điều này làm gì? Cái gì? Thấy à? Ở trong cái bồn. Ở trong cái bồn nào? Cái bồn sau này. Thì tôi đang thấy con quen luôn cái bồn nè. Ông già. Mà ở ngoài không thấy. Cái bồn bên đây nè, nè. Mà nhìn qua không thấy trong này thấy nè. Ở đâu dưới tường hả? Nè, quay qua nè. Ít đùa. Hồi nãy trong đó. Không có. Có gì đâu. Đâu mày thử coi. Cái này là do chính thức người ta cắt luôn á. Cái dừng đứt tay ngang cái đầu đó nó bén rồi đó ngang. Nó mẻ rồi đó. Không thấy à? Thấy. Thấy không? Ông đưa cái đầu dưới cái đầu. Đúng rồi, dưới cái lỗ lên á. À, dưới cái lỗ lên. Nam mô Phật. Ông ơi, tụi con đến đây có lòng tốt. Và trước đây đến một lần rồi, đã gặp ông Linh Cô Rái rồi. Thì hôm nay đến đây nữa thì cũng có cơ duyên gặp ông. Thì nếu mà ông cũng là nạn nhân giống như người đàn bà ở bên kia, thì ông có thể hiện diện cho tụi con thấy được không? Tụi con có thể giúp đỡ cho ông một phần gì đó. Ông cúp xuống, ông cúp xuống à? Ông nhìn thấy được đâu. Máy mà ông không thấy đâu. Cái có gương thấy. Có ta. Ừ. Thôi để lên chỗ nào đi. Cái đó giờ đi đá là ra máu liền đó. Ồ, để đây này đi. Úp xuống thì đừng mở ngửa lên. Ai về đâu. Ừ. Mày úp sợ ngửa lên nó đâu thấy hoài đi tội nghiệp không? Gây ảnh hưởng cho ông. Ừ. Đúng rồi. Úp lên cho khỏi, ông khỏi lên luôn. Tội nghiệp mới ghê. Nói vậy thôi chứ mình úp xuống không là họ không có thấy, họ không có sợ họ. Ừ. Tại từng cái gương là họ nhìn thấy họ, họ tự sợ họ đó. Ê gì? Nghe phòng này nè. Có gì? Ủa? Có gì đâu? Ủa? Quên cái đầu luôn. Bả nữa. Ủa bác Hương bữa nay. Ủa sao bác Hương chạy về đây? Ừ cũng quên rồi kìa. Ê đây coi thử. Kỹ thật. Ừ cái nhà đang cháy luôn kìa. Ừ. Ai đã vừa đây vừa đến đây đút nhang. Mà đút nhang mới không xài. Sao xài cái bát nhang bên bên ừ xài bát nhang bên chi trời. Cả nhà thấy không? Có cúng thuốc hút, thuốc lá luôn. Làm như là mới có nghĩa là họ mà đến trước mình khoảng chừng chắc nửa tiếng. Nửa tiếng hơn nửa tiếng. Ừ. Mà không biết anh Chu tại nhang nhang dài anh cũng không biết đường đâu. Gần nhang cả tiếng mấy mà gần nhang thì nó có mấy nhà mình mua rồi cục cục khoảng chừng. Ừ. Mai lại làm gì ta? Là cái chỗ này. Cái gì? Giữa đầu à? Mấy mũi. Dọn ngay giống như là người ngồi mũi vậy. Không biết nữa. Hôm trước rồi bị kéo. Ủa, chụp máy vô đây. Đâu rồi? Cái gì? Bố xuất hiện đâu rồi? Gì? Em cái chung. Cái chung đâu? Mấy cái chung. Chung đi mà. Chung gì? Cái chung đồ cúng, chung nước á. Đâu? Có hai chung nằm lóc đó. Mới đầu gớt xuống đó. Cái một má ơi, hai cái đâu? Thì dò má ăn cái này kìa má. Thì có cây kìa. Có đâu? Nè. Trời ơi đâu. Đi khi khám mắt đâu. Vàng vàng nhìn không biết. Sao mà ai làm vậy anh chi ta? Bây giờ vậy nè. Sao? Mình dọn cái miếu mình quét sạch sẽ cái. Có chổi bọc như đâu quét. Bẻ cây. Bẻ lấy cái cây à?
Để đi. Nam mô Di Đà Phật, ông bà ơi, con xin phép dời cái bát hương qua một bên để con hai con cháu con dọn dẹp chỗ này cho nó sạch sẽ nha con. Nghe ông bà. Cái gì? Gì đâu? Cái chùm tóc đó trên thầm xuống. Nam mô Di Đà Phật. Ai vừa mới đốt luôn nè. Còn nhanh còn cháy luôn đó. Cái gì? Đi quái tử. Quá mũi này. Cây này là cái gì? Bẻ ba cây tao quét chỗ này cái. Ê, sao miếu kìa? Ở sao miếu kìa? Đó, đối diện luôn đó. Ông đứng nhìn thẳng ngay sao miếu thấy không? Không. Đối diện luôn. Ừ. Có gì đâu. Bả đứng đó. Cái kỳ vậy? Ngáo à? Vỏ vàng. Đâu? Mới thấy tốt. Đổ đèn máy mà. Thấy người ta. Không thấy à? Thấy không? Lạ vậy trời. Tao thấy gì, tao mắc gì đâu, tao không nói tao thấy. Đổi vậy. Không đứng đối diện với bà kê mặt nhau luôn. Làm người ta chắc là bị hấp mắt hết rồi. Nhiều khi là bà không cho thấy. Bị nắm bao giờ nữa? Mớ cái đầu luôn. Cái gì? Cái ghê vậy? Cái gì thịt thúi vậy? Thịt thúi gì? Thấy quắc lại mặt người ta. Nó còn nhẹo nhẹo nè. Gốm. Dơ. Biết ai dơ? Kìa. Nó đâu nhiều chứ hả? Mình nói hoài quá. Ghê vậy. Từ lâu ghê quá. Đây nè. Cái gì vậy? Lũa này nè, cái đó khỏi đi. Nè. Ghê lắm mày đó, cái gì từ lâu hoài á? Cái thịt thúi vậy. Ừ, đó nó hoài tại. Ê, cái ấy này mày. Mày nở rồi, không có đâu chổi đâu. Mày sập được rồi. Chứ xe được. Lâu cái đắp lá rồi, đẩy lại đi. Ê bả chổng á mà quay nó quay không thấy đâu. Ừ để nó lại đi, để rồi cúng nó lại, để ba cái đồ bác hương ngang.
đâu đi. Để ngoài luôn. Ừ. Cái gì mình cúng ấy hơn. Mà tại sao dầu mà không có gì đưa thấp chứ thì... không có đàn dầu. Hay sao vậy? Giờ không biết mà hình bài quá ra sao. Cái gì? Không, má không thấy được. Tao mấy phút đây à. Cúng đi. Với chân núi cưa cắt cái gì mà he quá trời. Bà ơi, tụi con ở đây cúng kiến dẹp dọn miếu với bà mà bà còn làm dữ nữa. Làm quá tụi con chắc bữa nay mà giúp được không được nghỉ đi à. Nghỉ giúp luôn. Bây giờ tụi con đến đây thì hy vọng là giúp đỡ Hương Linh thôi. Bà mà không đi thì bà cũng để cho người khác ta đi đi. Chứ bà giữ ta làm gì? Làm khó ta làm chi? Giờ cái bọc nó tét rồi kìa. Có thứ cái bọc rồi. Bọc rất là đẹp. Ủa? Phải cái này không? Cái này không phải gì. Có nghe mạnh lắm mà. Đó đó. Tôi thấy nhỏ gì mà tiếng lớn vậy? Từ từ để đập cái góc cạnh. Rồi, cái nha mày về sách cho những lũng bọc lọt mẹ bố nhang này. Kìa. Rồi, bố nhang, nhang kia đâu? Hư rồi. Bố nhang nãy kìa. Nhưng miếng nãy đâu? Đó, giò mẹ hư hết rồi, nước nhẹp mà. Nguyên bố nhang mới mua luôn á. Lọt rồi. Nè, nó này đập được. Nè này đi. Xem kỹ đi. Không có kỹ ghê quá. Cái này của mình nó gãy thiệt nhưng mà nó vẫn là nhang. Thì còn cái nhang đúc cơ nha. Wow. Trơn còn cái nào chứ hả? Trơn rồi, lọt rồi. Lọt mắt rồi. Mô Di Phật thì con gái ở đây, thủ thần thủ địa ở đây, các hương linh đây. Hôm nay tụi con có duyên đến đây thì trước sau cũng như vậy thôi, giúp đỡ các hương linh đây. Ai cần giúp thì có thể hiện diện ở đây cho tụi con gặp để giúp đỡ. Còn ai mà không cần giúp á, thì đừng có phá để ảnh hưởng đến người khác. Mô Di Phật. Bà này sao mà quá không cho không? Ê, gì? Cái miếng sao lủng cái tay kìa. À, đi đâu? Ê, con... gì? Con này ở ốc núi phải không? Không phải, mà không phải. Mũi này nhức lại à, ăn được mà nhức lại à. Con kia nó tròn hơn. Thèm cái gì? Không phải, con thấy giống giống. Có gì nó lương đi. Lương giống ăn nữa. Có lương giống ăn nữa. Cái con núi kia mấy trăm ngàn gì à? Con nghĩ ăn đi. Nghĩ ăn chỗ lành. Đi bắt. Đi hoài ta. Thôi vậy nó khác đi, hơi đẹp cái chiếc eo nữa. Ê rồi. Rồi đó, giải đi. Cái rồi. Ủa rồi á. Nghe tao. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thành, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Con cầu chính phương trời, mười phương Phật. Con cầu đất đai gia hộ ở hiện tại đây á. Thì hôm nay hai cô cháu có đến đây, trước tiên thì cũng không có gì hơn, hai cô cháu cũng có phát nguyện có dọn dẹp cái miếu, nhưng mà chưa có sự đồng ý của ông bà đất đai đây. Cũng mong rằng là ông bà ở đây cũng hoan hỷ cho tụi con. Tụi con cũng có tấm lòng. Cái gì má? Gì trời? Nó kìa. Bung cái kìa.
rừng vô trong. Sao kỳ vậy? Sao có thấy gì đâu? Đau chết luôn à. Cái gì? Không thấy gì hết vậy? Không thấy gì chứ á. Có gì nó ngắm chậu kì vậy luôn. Lấy máy ở đây không? Lấy máy đây. Lấy máy đây. Có gì ngắm chậu kì vậy? Thôi ra đó tôi gỡ mà không thấy gì gỡ. Thấy dọn ngay trừ. Mà không có gì hết.
Ê. Yeah. Ê, bà này sao mới vô miếu được? Thấy không? Ừ. Thôi bà này mà kia một bà mà mới là bộ. Nhiều khi bà có giả cái bà này kia giống nhau, khác nhau. Ai da lũng mà nghĩ luôn. Nam mô Di Đà Phật. Mũi đập không lũng mà nghĩ luôn. Bà thì hiện tại bà đã có đang nghe những gì cậu cháu tôi đang nói không? Bà có phải bà với cái bà nãy là sao? Phải là một không hay là khác? Nếu mà là một gật đầu đi, còn nếu mà không phải là gật đầu. Một bà một. Bà có thể cho xích ra đây để cho con thấy rõ hình hài bạn chút được không? Không sao. Lắc đầu. Bây giờ tụi con nói bài gì nè? Bây giờ nó đây thật sự cũng là một nơi hoang vắng thôi, cũng lạnh lẽo thôi chứ không khác cái gì nữa khác chứ. Tụi con khuyên bà nên tự tâm, tự ý bà về nơi khác đi. Ở nơi đây rất là nhiều chùa chiền, bà có thể đến những ngôi chùa bên ngoài mà nghe kinh, nghe giảng. Đúng rồi. Để mà siêu thoát. Chứ bây giờ hiện tại bà ở đây nè, bà thấy không? Thứ nhất là không ai cúng kiến như bà. Bà lạnh lẽo, không có ai hết, chứ không có gì nương tựa, chứ mẹ bà ở chị quay được sao? Bây giờ bà nghe lời tụi con, bây giờ hai tụi con sẽ hộ niệm cho bà. Đó, cầu siêu, mong rằng là bà nếu ở đây là quan trọng của bà thôi, bà có chịu đi hay không thôi. Ở đây chịu chùa chị nhiều lắm. Bà biết mà đúng không? Biết không? Biết thì bà bây giờ bà tự nên tự khắc mình nên đi đi. Bà đồng ý đi không? Bà chịu đi. Bà chịu đi. Thôi. Thì bây giờ hai cô cháu con hộ niệm cho bà rồi bà đi ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ê, có cần lấy máy qua đây không? Không có chỗ đặt. Thôi em. Ý là không có chỗ đâu đặt á. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi chưa? Nó mất tiêu rồi. Đi cái gì nó mất tiêu rồi. Đừng quá. Chắc đi rồi. Đi rồi. Đốt qua đồ không? Gì? Đốt qua đồ không? Đừng đốt đi. Đốt qua đồ đi. Mà nãy mày có nhìn thấy phải đi không? Tao nhắm mắt. Tôi nhắm mắt tôi thấy đâu. Đâu. Mong rằng là vậy đi. Nói chung thì cũng không có gì hơn, mình chỉ mong những điều tốt đến thôi. Nhưng mà người ta nói tâm hướng đâu thì nó sẽ vậy, cho nên mong rằng là vậy đi. Thì còn bà tự tìm đường tìm lối mà đi. Nó còn tóc luôn rồi kìa, cháy dữ thật, cuồn cuộn luôn. Ừ, quặn. Ok, đi sấy luôn kìa, lửa sấy luôn. Ê, quay con khán giả thấy mà, sấy luôn á, thấy góc rộng mà sấy cuồn cuộn luôn á. Có khi nào bà cho mình biết không? Thì mới cho mình cái đệm á. Sấy cái nữa đi bà. Hết sấy rồi. Được rồi nha, cậu cháu có thắc mắc đốt hơn con này, cậu cháu con đi về. Thì có gì cô chú anh chị xem có gì hãy comment dưới nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hai cô cháu. Nam mô A Di Đà Phật.